cháy tàu dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ, hành khách nhảy xuống biển thoát thân. Chiếc tàu du lịch Eaglet chở 110 hành khách đã bốc cháy khi đang ở ngoài khơi bờ biển Marmaris ở Thổ Nhĩ Kỳ chiều ngày 18 tháng 7. Nhiều hành khách hoảng sợ nhảy xuống biển để thoát thân. Theo đó, khi Eaglet, một tàu du lịch bằng gỗ dài 20m chở theo 110 hành khách, bị nhấn chìm bởi ngọn lửa lớn vào khoảng 16 giờ GMT 3 ngày 18 tháng 7. Video hiện trường được ghi lại từ một chiếc tàu khác cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ con tàu. Những cột khói đen bốc lên cao vút. Nhiều du khách hoảng loạn phải nhảy xuống biển thoát thân, một số người bơi dưới biển. Trong khi đó một số người khác chèo thuyền nhỏ để giữ tính mạng. Tiếng hét thảm thiết có thể nghe thấy vang vọng một vùng biển. Hành khách của những chiếc thuyền gần đó đang cố gắng ném thật nhiều phao cứu hộ về phía con thuyền đang cháy để cứu những người đã lao xuống biển. Lực lượng cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng có mặt và cố gắng cứu những hành khách hoảng loạn đã nhảy xuống biển. Đoạn phim kinh hoàng cho thấy hành khách điên cuồng bơi ra khỏi chiếc thuyền đang bốc cháy trong khi các tàu thuyền khác đổ xô đến khu vực để hỗ trợ giải cứu các du khách trên biển. Được biết, đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 3 tiếng. Toàn bộ con tàu đã bị thiêu rụi và chìm xuống biển. Toàn bộ hành khách được cứu sống. Tuy nhiên sự việc khiến 17 người bị thương, có 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra vụ việc để xác định nguyên nhân của vụ cháy. Cảnh sát đã bắt giữ cả chủ tàu và thuyền trưởng để phục vụ điều tra. Nguyên nhân gây ra vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định nhưng có thông tin cho rằng đám cháy bắt đầu từ phòng động cơ trước khi lan rộng ra phần còn lại của con tàu. Vụ cháy đã làm dấy lên mối lo ngại đáng kể về an toàn hàng hải và các quy trình áp dụng cho những trường hợp khẩn cấp.